vụ cướp được camera hành trình của một ô tô ghi lại. Trưa ngày 13 tháng 2, trên cầu Nhị Thiên Đường, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, hai tên cướp đi xe máy tiếp cận mục tiêu và ra tay rất mau lẹ. Mặc đoạn đường khá đông đúc, chúng áp sát chiếc xe máy chở cặp đôi. Tên ngồi sau thò tay giật phăng chiếc dây chuyền trên cổ cô gái mặc áo dài. Quá kinh sợ, nạn nhân ôm chặt lấy người bạn trai để bảo vệ tài sản nhưng không kịp. Cả hai ngã văng xuống đường, chưa rõ thương tích ra sao. Ngay sau pha cướp giật, chúng tăng tốc bỏ chạy khỏi hiện trường. Hành động liều lĩnh và táo tợn của bọn cướp khiến người xem không khỏi kinh hãi.